Ok, xin chào mọi người. Đấy, vừa rồi là mình đã giới thiệu với các bạn là một chiếc máy thổi lá mà gắn vào đầu máy cắt cỏ. Thì bây giờ mình xin làm cái video test lổ chiếc máy để cho các bạn tham khảo nhá. Đây là mình gắn vào chiếc máy cắt cỏ Robin 4 thì. Bóp ca cho anh tí. Đứng sang đây, đứng sang đây. Ngoắc cái này vào. Đó. Đây, rút này lên. Đấy, rút rồi vào. Rút cái này này. Rồi, thổi quay hướng này, thổi vào đống lá này. Đó. Thổi xuống đất, thổi xuống đất. Thổi xuống đất ấy. Thổi vào lá cây ấy cho nó bay. Ga mạnh lên, cứ ga mạnh lên thổi đi. Cứ thổi đi, cứ ga xuống. Đất này này. Rồi, tắt đấy. Công tắc bên kia. Thì mình lắp vào cái con 4 thì này. Thì con 4 thì này vòng tua nó hơi chậm các bạn nhé. Cho nên là cái tốc độ gió của nó không được mạnh. Nếu như mà chúng ta lắp vào một cái con máy 2 thì ấy, thì cái vòng tua nó mạnh hơn, vòng tua nó nhanh hơn, thì là nó thổi lá nhanh hơn các bạn nhé. Mấy thằng em này, này nó chưa quen để sử dụng máy nên là nhờ nó cầm test cái máy một chút thì nó chưa biết cách sử dụng mấy. Thì mình giới thiệu qua với các bạn về cái cách hoạt động của nó là như thế thôi. Thì nó cũng đơn giản thôi nhá. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.